Xin chào cả nhà nghe, lại là mình bưởi miền Tây đây nha cả nhà ơi. Mời cả nhà hôm nay bưởi miền Tây sẽ mời cả nhà đi đến căn nhà 170 đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và đây là phòng khách của căn nhà mình nè. Phòng khách siêu rà dài phiêu rộng luôn nha cả nhà ơi. Phòng khách này có thể đậu được một chiếc ô tô nè, để bộ salon nè. Phòng khách đã được gia chủ trang bị đầy đủ nội thất hết rồi nè. Đây là cái kệ để tivi nha. Và đây là chỗ trang trí của phòng khách nè. Tủ trang trí đủ rộn nữa nè. Lộ trước nhà của mình rất là rộng luôn nha. Hai ô tô qua mặt thoải mái luôn nha cả nhà ơi. Từ vị trí căn nhà mình đi ra đường Hoàng Quốc Việt khoảng 80 m thôi nha. Tiếp theo là phòng ngủ nha. Phòng ngủ ở tầng trệt nè cả nhà ơi. Mời cả nhà tham quan phòng ngủ nghe. Phòng ngủ này đã được trang bị đầy đủ nội thất hết luôn nha. Có giường, có ga, có tủ, có kệ, có bàn trang điểm. Ôi đầy đủ hết. Nhìn ra phòng khách nè. Phòng khách của mình rất là rộng, rất là thoáng và đẹp luôn nha cả nhà ơi. Cả nhà quan tâm đến căn nhà này liên hệ 0939 86 87 88 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Và tiếp theo là cầu thang lên lầu. Đây là toilet ở tầng trệt nè cả nhà ơi. Trong toilet này còn có một cái kho phía sau này rất là rộng luôn để đồ thoải mái luôn nha. Tiếp đến là nhà ăn. Một nơi không thể thiếu đối với bất cứ căn nhà nào luôn nha cả nhà ơi. Nhà bếp của mình có tủ bếp che đầy đủ hết nha, tủ bếp, tủ treo tường đồ đầy đủ hết rồi nghe cả nhà ơi. Và tặng thêm cái bàn ăn nè, cái khu vực nè, cái tủ mình để đồ ở trong bàn ăn của mình nè, rất là tiện luôn nha các bạn ơi. Và mình vừa ngồi ăn mình vừa ngắm cảnh nè. Phía sau này lại có thêm một cái sân vườn nữa, rất là thoáng và mát luôn nha cả nhà ơi. Nhà xin mời cả nhà nha. Nhà này tọa lạc trên diện tích đất là chiều ngang là 4 nè, chiều dài 19, tổng diện tích đất của mình là 176 m². Nhà thiết kế một trệt một lầu, tổng diện tích nhà của mình là 152 m² nghe cả nhà ơi. Tiếp đến từ vị trí này mình đi lên lầu nha. Trên lầu thì có hai phòng ngủ, một cái toilet rất là rộng luôn. Phía trước còn có phòng thờ hoặc là phòng sinh hoạt chung. Tiếp đến là sân vườn. Đây. Phòng ngủ trên lầu nè, phòng ngủ thứ nhất trên lầu nè cả nhà ơi. Cả nhà có thấy được trang bị đầy đủ nội thất hết luôn không nè? Wow, rất là rộng luôn, phòng ngủ siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Phía sau còn có cái cửa sổ nữa nè. Rất là thoáng luôn. Mời cả nhà tiếp đến là mình đi ra toilet trên lầu nè. Toilet có bồn tắm luôn nha cả nhà ơi. Phòng tắm có toilet luôn nha cả nhà ơi, có bồn tắm luôn nè. Đây là phòng sinh hoạt chung nghe. Phòng sinh hoạt chung mình có thể làm phòng thờ được luôn nha cả nhà ơi. Phía trước này là sân vườn rất là rộng luôn, rất là thoáng luôn. Để được bàn uống cà phê luôn nha cả nhà ơi. Cả nhà quan tâm đến căn nhà này liên hệ 0939 86 87 88 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha.